Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định vừa khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm Trần Thị Mỹ Linh chú tại tỉnh Phú Yên, Dương Bảo Đông và Nguyễn Duy Phú cùng chú thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, đội cảnh sát giao thông tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Nhân Phú tuần tra nghiệp vụ phát hiện Đông đang điều khiển mô tô chở theo Linh lưu thông trên đường mang theo ma túy đá đi bán cho các con nghiện. Qua đấu tranh nhanh, tổ công tác tiếp tục khám xét nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phú, người trực tiếp bán ma túy cho Linh. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Vĩnh Long chủ công phối hợp với lực lượng công an huyện Tam Bình đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang một điểm đánh bạc trái phép tại xã Mỹ Thạch Trung, huyện Tam Bình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 12 đối tượng có liên quan và tạm giữ tang vật phương tiện tại hiện trường gồm 13 điện thoại di động, 12 xe mô tô, 10 bộ bài tây với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Vụ việc đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện Tam Bình tiếp tục làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau một tuần nghị án, Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Đà 6 năm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 6 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 15 tháng tù đến 36 tháng tù về tội đánh bạc. Các bị cáo cùng trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, vào đầu năm 2022, Đà đã kết bạn với một người đàn ông chưa rõ nhân thân, thỏa thuận nhận hai tài khoản trang web để trực tiếp đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022, thông qua mạng Internet, Đà đã trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái nhiều lần, tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, Đà tạo ra nhiều tài khoản con tổ chức cho các bị cáo chơi cá độ bóng đá và lô đề trực tiếp ăn thua với Đà với số tiền lên đến 13 tỷ đồng. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2022, trong lúc Đà đang đánh bạc và tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt giữ. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty, đơn vị, tổ chức có liên quan. Trước đó, trong phiên xét xử vào ngày hôm qua, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại diện Viện Kiểm sát nêu 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng một hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát bao gồm khoảng 1.000 công ty con, công ty liên kết và giao cho người thân, người nhà của bị cáo nắm giữ điều hành, quản lý các công ty con, công ty liên kết. Bị cáo Trương Mỹ Lan tuy không nắm chức vụ tại ngân hàng SCB nhưng là cổ đông chính ở đây, từ 85 cho đến 91,5% cổ phần. Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền từ SCB sử dụng cho nhu cầu cá nhân của mình. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc, từ tháng 1 năm 2012 cho đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ giải ngân 2.527 khoản vay, bao gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Gia đình các bị cáo Trương Mỹ Lan, Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nghị và Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án gần 119 tỷ đồng và 306.000 đô la Mỹ. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ của các bị cáo số tiền 55,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm gần 6,2 tỷ đồng để khắc phục cho vụ án. Hôm qua ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lâm Văn Điền, chú huyện Vũng Liêm về tội giết người. Theo cáo trạng, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi bắt ốc dưới kênh mương, nên ngày 12 tháng 9 năm 2023, bị cáo Điền đã dùng con dao mang theo sẵn, đâm một nhát vào vùng ngực của một người đàn ông, chú cùng địa phương, khiến nạn nhân tử vong.
biết không thể trốn thoát nên Điền đã đến công an huyện Vũng Liêm đầu thú. Tại thời điểm gây án và hiện tại, bị cáo Lâm Văn Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ vào nội dung và lời khai của bị cáo tại tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Điền 15 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại số tiền trên 222 triệu đồng. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tuyên Quang vào ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Văn Tân, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 1 giờ 36 phút, tại km 150+850 đường quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe container kéo theo semi rơ móc do Lê Văn Tân điều khiển với xe mô tô chở khách do Phan Văn Quý điều khiển. Hậu quả, 5 người đi trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 8 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông và tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm. Từ kết quả xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương làm rõ hành tung lái xe ô tô tải cố tình không nhường đường cho xe cấp cứu và đã xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Kết quả xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương làm rõ hành tung lái xe ô tô tải cố tình không nhường đường cho xe cấp cứu và đã xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Chiều ngày 5 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tony, chú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên về hành vi điều khiển xe ô tô tải không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, quyết định nêu trên còn áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng C của ông Ni trong thời hạn 3 tháng. Trước đó vào lúc 14 giờ chiều ngày 3 tháng 3, ông Nguyễn Tô Ni điều khiển xe ô tô tải qua địa phận huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên nhưng cố tình không nhường đường cho xe cấp cứu chạy từ phía sau đang mở còi và đèn tín hiệu ưu tiên. Vụ việc đã được camera hành trình của một xe ô tô khác ghi lại, sau đó clip này lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm bức xúc của nhiều người.